ức gà áp chảo sốt thơm với nguyên liệu quen thuộc nhưng hương vị lại rất hấp dẫn và ngon miệng. Để làm món này, chúng ta cần 500g thịt ức gà. Gia vị ướp thịt mình có để trên màn hình. Sau khi ướp khoảng 15 phút thì chúng ta mang thịt gà đi áp chảo. Nhớ để lửa riu riu cho phần bên trong thịt được chín nha. Sau khi thịt chín thì chúng ta cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, cho ra đĩa và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nước sốt thơm nha. Phi thơm gừng và hành tím rồi cho hành tây, ớt chuông và thơm cắt lát vào. Điểm đặc biệt của món nước sốt này chính là sử dụng nước cốt thơm thay cho nước lọc để tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn. Khi sốt sệt lại thì chúng ta rưới sốt lên phần thịt gà. Vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn thành rồi nè. Nước sốt chua chua ngọt ngọt vừa vị, thoang thoảng mùi hương đặc trưng của thơm, thịt gà thì mềm, mỏng nước, rất là ngon luôn.